đang xem video tại kênh YouTube nhà gió GBU. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Sau khi nhận được tin của Liam, Liner vội vàng trở về nhà để gặp thái tử điện hạ. Vừa nhìn thấy cô Dai Lần đã đỏ mặt thốt lên em diễm lệ giống như nữ thần vậy. Liner bị lời khen bất ngờ làm cho bối rối. Cô né tránh ánh mắt của Dai Lần bối rối đáp ngài đừng nói vậy, sẽ làm người khác hiểu lầm. Dai Lần không cho là vậy, hắn lên tiếng khẳng định. Những lời này ta chỉ nói với em thôi bầu không khí bên trong tròi nghỉ ở vườn hoa vô cùng yên tĩnh trong đầu liner vẫn quanh quẩn những lời nói vừa rồi của thái tử điện hạ cô không rõ hắn ta nói vậy là có ý gì liner tự an ủi bản thân có lẽ đó là lời tán tỉnh mà đai lần nói với tất cả mọi người mà thôi cô nhất định không được tin đai lần trầm tư một hồi lâu hắn nâng ly trà lên uống một ngụm lấy bình tĩnh rồi lên tiếng hôm nay thời tiết thật đẹp Lina có hơi bất ngờ nhưng cũng thuận theo đáp vâng. Dai Lần tiếp tục nói hôm nay em đã làm những gì rồi? Lina ưu nhã nhấp một ngụm trà nói đây là việc riêng tư của tôi. Nói xong, bầu không khí lần nữa trở nên yên ắng. Dai Lần đoán rằng chuyện hắn không có hẹn trước mà tới đây khiến cho Lina giận, nhưng Lina thẳng thắn phủ nhận suy nghĩ kia của thái tử. Dai Lần không biết bản thân đã làm gì sai đành hỏi thẳng ta đã làm chuyện gì khiến em giận sao? Lina rũ mắt, siết chặt hai tay nói chúng ta đều đã có hôn ước rồi gặp nhau kiểu này hình như không hay lắm đai lần vô cùng bất ngờ khi nghe được lý do kia đương nhiên liner không giận hắn vì chuyện đó cô chỉ tìm đại lý do để người nhà Lowrace có không phải tiếp xúc gần với hoàng thái tử mà thôi đai lần ảo não vò đầu bứt tai hắn không hiểu được vì sao liam và liner lại tức giận phản ứng này của đai lần làm liner hơi bất ngờ sắc mặt liner thay đổi cô trầm giọng hỏi di lam ngài không biết sao ngài thật sự không biết sao thấy bộ dạng chưa hiểu chuyện gì của đai lần nghiêm túc nói đai lần tưởng rằng tôi không biết chuyện ngài bắt nạt liam trước mặt mọi người à nghe được những lời này đai lần giật mình hắn cho rằng đây là chuyện đã qua rồi lần đầu tiên hắn gặp liam vì cảm thấy không vừa mắt nên muốn bắt nạt người kia đai lần muốn giải thích rằng gần đây mối quan hệ của hai người đã không còn như vậy nữa nhưng Lina không muốn nghe chỉ vì lý do không vừa mắt ấy mà ức hiếp người khác ở kiếp trước mặc dù rất buồn nhưng Liam vẫn luôn chịu đựng một mình về không muốn người nhà lo lắng. Đến khi Liner phát hiện ra mọi chuyện thì cũng đã muộn rồi. Liner hơi thất thần nhớ đến chuyện trước kia, đột nhiên bên tai chuyển tới tiếng nói xin lỗi. Liner ngạc nhiên ngước nhìn Đai Lần. Đai Lần không nhìn cô, hắn nắm chặt tay nói tất cả những chuyện này đều do sự yếu đuối của ta mà ra. Ta biết lúc này xin lỗi cũng đã muộn rồi. Đai Lần nghiến răng. Lần đầu hắn gặp Liam. Mái tóc màu hồng cùng cặp mặt xanh dương hắn nhớ tới một người, đó là khoảng ký ức kinh hoàng mà Đai lần luôn muốn chôn giấu. Đai lần tưởng rằng bản thân đã quên đi mọi chuyện, nhưng khi trông thấy Liam, mọi chuyện lại như tái diễn trước mắt. Sự uất hận, sợ hãi không thể kiểm soát ấy làm Đai lần buồn bực. Vậy nên hắn lấy Liam ra để chút giận. Vì bầu không khí quá mức ngột ngạt, vậy lên lino và Đai lần bước ra ngoài đi dạo. Sau khi nói lời xin lỗi, Đai lần vẫn luôn im lặng. Liner không ngờ Hoàng Thái Tử lại dễ dàng nói lời xin lỗi như thế, mọi chuyện đều do hắn ta gây ra. Nhưng vì sao lúc ấy đai lần lại tỏ ra đau khổ đến vậy? Vì suy nghĩ qua nhập tâm, Liner không cẩn thận trượt chân. Đai lần thấy vậy vội vàng vươn tay đỡ. Kết quả Liner được thái tử ôm trọn vào lúc. Ý thức được khoảng cách giữa bọn họ quá gần. Liner lúng túng nói cảm ơn ngài rồi muốn đẩy đai lần ra. Nào ngờ đai lần lại càng ôm chặt hơn. Liner lịch sự nói đai lần điện hạ, tôi đã không sao rồi. Ngài có thể buông tôi ra không? Đai lần không có ý định buông ra, hắn thỉnh cầu liner để hắn ôm một lát liner đương nhiên không đồng ý nếu bị người khác nhìn thấy sẽ không hay thái tử vươn tay vuốt ve gương mặt liner chân thành nói ta thích em đai lần ôm chặt lấy liner không chịu buông tay hắn chân thành thổ lộ lòng mình với người con gái đang được hắn ôm trong lòng liner kinh ngạc hỏi lại thích sao đai lần ngay lập tức đáp lời kể từ lần đầu gặp em ta đã thích em liner nhớ tới lần đầu gặp mặt bản thân đã làm thái tử điện hạ bị thương liner né tránh cái ôm của đai lần Xin ngài đừng nói đùa nữa Điện hạ đai lần Đai lần nghe vậy vội vàng giải thích Không phải vậy, ta thật lòng Lina lớn tiếng nói nhưng mà tôi đã có vị hôn phu rồi Thái tử điện hạ cũng đã Đai lần lên tiếng ngắt lời cô Kể từ ngày hôm ấy, ta đã bị em hớp hồn rồi Hắn chân thành đặt tay lên ngực bất luận làm chuyện gì Trong đầu ta cũng hiện lên hình bóng của em Nghe được những lời ấy Trong lòng Lina trào lên một cảm giác khó tả Nhưng lý trí lại nhắc nhở cô Chắc chắn đai lần cũng đã nói những lời này với những cô gái khác. Mình nhất định không được tin. Liner cắn môi, cô cúi mặt xuống vừa để né tránh ánh mắt đai lần vừa để lấy lại bình tĩnh nói, "Chắc do điện hạ chưa từng gặp người như tôi." đai lần đặt tay lên vai Liner, để cô có thể nhìn thẳng vào mặt mình mà nói, "Ta là thật lòng, đây là lần đầu tiên đã tương tư một người." Những lời này làm trái tim Liner đập liên hồi, ý chí cũng đang lung lay. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao anh lại hạ lệnh hành quyết vị hôn thê mà anh quý trọng? Tại sao lại hại chết cả nhà tôi?" Liner quay mặt đi. Trong ánh mắt chứa đầy tổn thương và nghi ngờ hỏi vậy đến khi ngài hết hứng thú, với tôi thì cũng sẽ ban cho tôi cái chết như Sicilia tiểu thư phải không?" Nói xong, không đợi đai Lần trả lời, Liner đã vội vàng bỏ chạy. Cô không định nói ra những lời kia với đai Lần, nhưng cô cảm thấy người có thể ra lệnh xử tử vị hôn thê mà hắn từng yêu thương kia sẽ không làm vậy với mình không rõ từ khi nào liner tin rằng dù bản thân có vô lễ đến đâu thì lần cũng sẽ dung túng cho cô liner mâu thuẫn ôm đầu rõ ràng bản thân từng hận người kia đến vậy mà hiện giờ lại bằng lòng tin tưởng hẳn liner không ngừng tự nhủ nhất định không được quên lần chính là người đã hại chết những người mà cô yêu thương nhất định không được tin tưởng anh ta chính vào lúc này lần cũng đuổi tới hắn nắm tay liner muốn cô nghe hắn nói lần khẳng định sẽ không bao giờ ban chết cho liner Lina rằng con muốn thoát khỏi tay của Đai Lần. Cô lớn tiếng nói đợi ngài hết hứng thú. Thì nhất định sẽ. Đai Lần kéo tay Lina đặt lên vị trí trái tim của mình nói. Cho dù như vậy, thì hiện tại em cũng không thể phủ nhận tâm ý của ta lúc này. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like, share và để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các phần mới nhất nha.